Kính chào quý vị cùng các đồng chí đang đến với chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình phát sóng hôm nay chúng tôi xin tiếp tục thông tin đến quý vị một số nội dung nổi bật trong tuần qua. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khánh thành nhiều công trình mang ý nghĩa đột phá phục vụ công tác. Thăm tặng quà thân nhân các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Hơn 150 người tham gia diễn tập ứng phó sự cố hóa chất. Tiếp tục khởi tố bắt tạm giam các đối tượng tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Phóng sự: khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án trụ sở công an thành phố Vũng Tàu tại phường 11. Sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị cùng các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 10, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát đánh giá kết quả xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Yến đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của công an tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, cấp ủy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể phường Phước Trung, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng công an phường Phước Trung và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phước Trung tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo duy trì các tiêu chí của Bộ Công an để năm 2024 giữ vững danh hiệu đã được công nhận. Công an tỉnh có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, rút ra kinh nghiệm thực tiễn, tham mưu tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo các biện pháp để nhân rộng thực hiện thành công mô hình này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trụ sở Công an huyện Đất Đỏ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, đại diện các đơn vị thi công, đơn vị giám sát trong xây dựng các công trình. Đại tá Bùi Văn Thảo, Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu tại lễ khánh thành. Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trụ sở Công an huyện Đất Đỏ là hai trong những công trình có ý nghĩa quan trọng, có cấu trúc xây dựng kiên cố, có công năng kiến trúc hiện đại, đáp ứng yêu cầu cần thiết về nơi làm việc của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và đề án số 09 của tỉnh ủy. Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ và các sở ban ngành đã hỗ trợ để Công an tỉnh hoàn thành tiến độ xây dựng các công trình này. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Phòng Hậu cần Công an tỉnh, các nhà thầu, đơn vị thi công, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan để Công an tỉnh hoàn thành xây dựng các công trình khang trang, hiện đại. Đồng chí Giám đốc đề nghị các đơn vị sử dụng công trình theo đúng thiết kế, có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, phát huy công năng của trang thiết bị, từ đó phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thực hiện đề án số 09 ngày 29 tháng 5 năm 2023 của tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong tuần qua, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức tham gia học tập, giao lưu công tác cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy năm 2024 tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn. Trong hai ngày 19-20 tháng 10, đoàn công tác Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi giao lưu, học tập với Công an tỉnh Đắk Lắk về quá trình triển khai các nội dung của Nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
những bài học kinh nghiệm sáng tạo trong quá trình thực hiện, những khó khăn và giải pháp để khắc phục, phương pháp nâng cao hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng lộ trình. Thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa hai đơn vị đã góp phần nâng cao kiến thức, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Trong chuyến công tác, Đoàn Công an tỉnh đã trao tặng 4 phần quà cho các gia đình liệt sĩ và tham gia hoạt động sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng tại một số di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, ngày 18 tháng 10 vừa qua, Khối thi đua nội chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên và tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho thân nhân của các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Xuyên Mộc đã có ý thức rèn luyện, có quá trình cải tạo tốt. Tại các gia đình, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Hải đoàn Biên phòng 18, trại giam Xuyên Mộc và Công an tỉnh, đơn vị khối trưởng đã thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ đối với mỗi gia đình là 5 triệu đồng do các cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong khối đóng góp. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, kịp thời động viên, chia sẻ đối với gia đình các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, qua đó góp phần giúp các phạm nhân yên tâm học tập, rèn luyện, tích cực cải tạo hơn. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, cứu nạn cứu hộ và di tản cộng đồng năm 2024. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam và là dự án trọng điểm quốc gia với tổng số vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD. Buổi diễn tập giúp tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó, kỹ thuật và chiến thuật ứng phó cũng như khả năng chỉ huy và hợp tác giữa các tổ hợp hóa dầu Long Sơn và lực lượng liên quan trong tỉnh khi có sự cố tràn đổ hóa chất xảy ra. Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 150 người thuộc lực lượng ứng phó sự cố trong tỉnh đến từ các sở ban ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh với nhiều phương tiện chuyên dụng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các loại. Ngoài ra, buổi diễn tập còn có sự tham gia của lực lượng hóa học quân khu 7. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, các lực lượng tại chỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn và các đơn vị cấp tỉnh quân khu 7 đã phối hợp tốt để ứng phó, xử lý sự cố hóa chất với tình huống giả định rò rỉ hóa chất HCL trong quá trình nạp từ xe bồn vào bồn tại nhà máy tiện ích trung tâm CTU thuộc tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Thưa quý vị, trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ bế mạc giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Giải đấu năm nay có sự tham gia của 7 đội bóng, tạo không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng. Qua 2 ngày tranh tài quyết liệt, các vận động viên không chỉ thể hiện được tinh thần đồng đội mà còn mang lại những pha bóng kịch tính hấp dẫn. Kết thúc 2 ngày thi đấu, đội xây dựng lực lượng đạt giải nhất, đội tham mưu hậu cần đạt giải nhì, đội khối an ninh đạt giải ba và giải tư thuộc về Công an thành phố Bà Rịa. Ngày 18 tháng 10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng cuối tháng 2 năm 2024, đối tượng Phạm Ngọc Duy, sinh năm 1986, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đã liên lạc với Phan Minh Lý, sinh năm 1973, trú tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, để gửi 2 thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu cá do đối tượng chịu trách nhiệm quản lý nhằm mục đích khai thác hải sản trái phép ở các khu vực bị cấm. Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, Duy điều khiển tàu đến vị trí tàu cá của Lý, đưa 2 thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho Lý cất giữ, rồi chỉ đạo đưa tàu cá đến khu vực bị cấm đánh bắt để khai thác. Đến ngày 21 tháng 4, do bị lực lượng kiểm ngư phát hiện nên Duy điều khiển tàu bỏ chạy. Đến ngày 22 tháng 4, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2 kiểm tra,
phát hiện tàu cá do Phan Minh Lý điều khiển đang cất giữ thiết bị giám sát hành trình mà Duy đã gửi trước đó, nên đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ ban đầu. Sau đó, vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Phạm Ngọc Duy, Phan Minh Lý đã bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Thưa quý vị và các đồng chí, dự án trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu tại phường 11 thành phố Vũng Tàu là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương, với tổng mức đầu tư dự án hơn 447 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách của tỉnh. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2028, toàn bộ công trình được xây dựng trên tổng diện tích 30.000 m², có ảnh hưởng đến 47 thửa đất, trong đó có 5 thửa đất giao thông. Chính vì vậy, công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Công trình dự án bao gồm khối nhà làm việc với các hạng mục, khối nhà chỉ huy, khối nhà cảnh sát quản lý hành chính, khối nhà cảnh sát giao thông, khối nhà cảnh sát trật tự 113, khối nhà cảnh sát điều tra, khối nhà hậu cần, gồm nhà ở cán bộ chiến sĩ, nhà ăn, nhà kho quân trang, vũ khí, nhà xe công vụ, nhà xe khách, khối chỉ huy, nhà xe hạ sĩ quan, chiến sĩ, nhà kho, chứa xe vi phạm và các công trình phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Việc xây dựng trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng, phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng Công an thành phố Vũng Tàu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngày 29 tháng 3 năm 2024 và ngày 10 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định định giá đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với 114 trường hợp với số tiền gần 126 tỷ đồng. Qua công tác tuyên truyền vận động, để nhân dân trong khu vực dự án hiểu, nắm rõ chủ trương dự án, các chính sách liên quan, đến nay đã có 15 hộ dân bàn giao 10.219 m² đất với số tiền bồi thường hơn 60 tỷ đồng. 15 tháng 11 năm 2024 thì chúng tôi sẽ phải thực hiện xong cái việc giải phóng, giao nhận mặt bằng. Thế thì để thực hiện được cái tiến độ đó thì chúng tôi phải xây dựng một cái quy trình cụ thể sát sao từ đến ngày đó. Thì cái thứ nhất đấy là chúng tôi phải tiếp tục là vận động người dân để cung cấp hồ sơ có đơn đề nghị giao đất. Và cái bước thứ hai ấy, trong trường hợp ấy, người dân vẫn không thực hiện, không cung cấp hồ sơ, không bàn giao đất thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ cưỡng chế để chúng tôi tổ chức cưỡng chế. Đấy, và cái dự án này thì không thể dừng được. Nhiều năm nay là Công an thành phố Vũng Tàu không có trụ sở làm việc. Đấy, và cái trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu này đã được xác định trong cái quy hoạch xây dựng là từ rất lâu rồi. Việc mà xây dựng cái trụ sở công an để cho cán bộ chiến sĩ công an có cái nơi làm việc ổn định là một cái điều hết sức cần thiết. Với 20.064 m² diện tích còn lại do các hộ dân chưa cung cấp hồ sơ để thực hiện công tác đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu và đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành vận động, đối thoại nhiều lần với các hộ dân trong dự án nhằm tạo sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Thì chúng ta cũng phải cố gắng vận động từ cấp khu phố lên cấp phường, rồi cấp thành phố, rồi các cái ban ngành nữa để chung tay vào, chúng ta vận động để đến một lúc nào đó bà con hiểu rõ là mình không đi cũng không được. Đấy, thì có thể là hoàn thành được. Thì tới thời điểm hiện nay về cái công tác kiểm đếm thì hầu như tất cả đã phải thực hiện kiểm đếm xong và có một số trường hợp phải thực hiện công tác kiểm đếm bắt buộc. Tuy nhiên thì đối với cái việc xét các hồ sơ cũng như là về xét các chế độ chính sách cho người dân thì địa phương hết sức quan tâm và đã thực hiện xong. Cái khó khăn ở đây là trong cái quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các hộ dân họ đa số là họ có nhà, họ chưa có hợp tác trong việc thực hiện kiểm đếm cũng như về công tác phối hợp để trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Phường cũng đã rất nhiều lần tổ chức các cuộc vận động, tuy nhiên hầu như là người dân đều đòi hỏi những cái vấn đề là vượt quá thẩm quyền cũng như là về quy định của pháp luật là không cho phép. Vì vậy với cái sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng tôi trong ban thường vụ đảng ủy phường cũng như là
từ phường đến khu phố cũng đã thường xuyên vận động và cũng quyết tâm là dưới sự chỉ đạo của ủy ban thành phố thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước quy trình và tiến tới sẽ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm như nếu như người dân vẫn không đồng thuận sau khi nhà nước đã giải quyết các chế độ cho người dân. Song song với việc tích cực vận động các hộ dân trong diện giải tỏa khẩn trương bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp xây dựng phương án cưỡng chế theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2024. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị cùng các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.